đã quay lại với kênh Bếp Miền Tây. Hôm nay mình sẽ cùng nhau vào bếp để làm một món bánh chiên phồng rất là thơm ngon mà mấy bạn nhỏ nhà mình rất là yêu thích. Thì nguyên liệu của chúng ta ở đây gồm có là 200g bột mì đa dụng, một ít mè, 130ml sữa tươi có đường hoặc không đường cũng được, một chút xíu muối, một muỗng canh đường, mình cân được là 30g, 10ml là dầu ăn và 2g men nở. Thì trước tiên mình sẽ đun cái phần sữa này lên cho ấm để mình kích cái phần men. Rồi mình bật bếp lên. Mình sẽ đổ sữa này vô, mình đun cho nó ấm, các bạn đổ chừa lại một xíu nha. Mình đun xíu là nó ấm rồi các bạn, mình sẽ tắt bếp. Rồi mình đổ vô cái tô. Mình sẽ đổ đường vô và mình quậy cho cái phần sữa đường này nó tan. Mình sẽ đổ phần men vô phần sữa với đường này luôn. Quậy cho nó tan và mình đậy lại, mình để ủ men 5 phút. Sau 5 phút thì men mình đã nở. Rồi mình sẽ đổ dầu ăn vô. Quậy hỗn hợp này cho đều. Rồi mình sẽ bỏ tí xíu muối vô. Mình sẽ bỏ phần bột mì này vô. Mình sẽ rửa tay thật sạch rồi nhồi cái khối bột này cho nó thành một khối mịn, là nó không dính tay nữa, là bột đã đạt. Mình nhồi cho bột nó thành một khối dẻo mịn vậy, nó không dính tay là được rồi nghe các bạn. Rồi mình sẽ để bột nghỉ nửa tiếng. Bột sau khi mình ủ được nửa tiếng rồi nè, bột mình nó rất là nở. Mình sẽ nhồi sơ nó cho nó thoát cái bọt khí. Mình sẽ gãi xíu bột áo. Mình sẽ xe cái phần mặt trong ra. Mình sẽ ấn cho nó hơi dẹp dẹp một xíu. Mình sẽ đổ cái phần mè vô cái dĩa. Cái phần bột đó các bạn, mình sẽ cán cho nó hơi mỏng ra. Phần sữa hồi nãy mình chừa lại một xíu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần sữa này, mình quét lên một lớp cho nó tạo cái độ ẩm để mình cho nó kết chặt với cái phần mè. Rồi mình sẽ lấy cái phần bột này mình ịnh vô cái phần mè. Rồi mình sẽ cán cho cái phần bánh này nó ra đều.
Mình sử dụng cái ly có cái đường kính khoảng chừng là 7 cm. Và cái ly nhỏ này có đường kính là khoảng 3 cm. Mình sẽ ấn cái ly này vô cái phần bột. Rồi mình sẽ ấn cái ly nhỏ này vô cái phần giữa bánh. Nó như cái bánh còng vậy đó các bạn. Cái bột dư xíu mình sẽ nhồi lại. Rồi mình sẽ cán lại làm thành một cái bánh nữa. Mình sẽ lấy ra hết những cái phần vòng tròn nhỏ ở trong cái phần bánh này các bạn. Bánh mình đã cán xong rồi nè các bạn. Mình sẽ đổ dầu vô để mình chiên cái phần bánh này. Dầu vừa sôi là mình bỏ bánh vô nha các bạn. Đừng để dầu nóng quá, bánh mình nó sẽ bị khét. Mình đã chiên xong cái bánh chiên phồng. Bây giờ mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem. Cái bánh mình ăn nó có độ giòn. Cái mùi mè rất là thơm với cái mùi sữa tươi. Cái độ ngọt thì cũng vừa phải. Ăn rất là ngon, nó không có thấm mỡ nhiều. Đặc biệt là cái bánh này nè các bạn, mình làm theo cái bánh này mình chiên là nó không có hút dầu đó. Các bạn hãy vào bếp làm thử để đãi cho cả nhà ăn nha. Nếu mà thích video, các bạn hãy cho mình xin một nút like, bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng làm nha. Bếp miền Tây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bây giờ mẹ con nó làm xong cái bánh dầm này cho con ăn rồi. Với anh con rất là thích. Với lại con mời cô chú anh chị ăn với con nha. Với anh con bánh thì rất là ngon, giòn giòn, có mùi có mè rất là ngon. Béo béo có sữa nãy mẹ con làm. Tuyệt vời. Nhớ cô chú nhớ like và share và subscribe cho mẹ con nha. Qua kênh là Bếp Miền Tây. Bây giờ đã hết video rồi. Nhớ đăng ký nha. Bye bye, xin chào.